Xin mến chào các bạn quay lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn là khung cảnh là mái xới đang xới trên cánh đồng nha. Thì cái lúc này là cũng là đỉnh điểm của lũ rồi nha các bạn. Nhưng mà mình dẫn nó đi kiếm mái để mình chia sẻ đến các bạn nha. Đi săn những cái con mái làm gì trên cánh đồng nha các bạn. Thì cái khu vực này các bạn biết là nằm tại là thuộc chị Đức Huệ Long An rồi. Thì khu vực này vùng này rất là cao. Bây giờ đỉnh điểm của tháng 10 là nước lũ. Nhưng mà khu vực này không có lũ nha các bạn. Nhìn thì mình thấy là bà con còn xạ dưa, trồng đậu bắp, rồi trồng cỏ đồ rất là nhiều nha. Còn anh này xới thì mình nghĩ anh xới xạ luôn nha các bạn. Xạ vụ mình nghĩ lúc này thu đông. Tại vì khu vực này rất là cao, còn khu vực anh em miền Tây hoặc là Long An mà cánh Tân Hưng, Vĩnh Hưng á thì lúc này cũng nước là rất là cao, nước cũng khoảng cỡ 1 mét nước, trên 1 mét nước nha các bạn. Nước phả đồng hết rồi nha, không có xạ lúa nha. Còn những mấy anh mấy chú nào trong cái vùng mà đê bao quá thì mới có xạ nha các bạn. Còn khu vực này thì vùng cao khỏi nói luôn. Khu vực này thì hay trồng là kiểu như là rau màu á, dưa ví dụ vậy, hoặc là đậu phộng, trồng lúa. Thì hầu hết là những cái vụ mà đông xuân đồ là chắc mình nghĩ là phải bơm nước lên hết nha các bạn. Tại vì cái lúc này đỉnh điểm của lũ rất là cao tháng 10 rồi, nhưng mà nước mình thấy ở những cái đám ruộng khác cặp giáp với cái mái xới này đang xới thì chỉ khoảng là 1,5 tấc nước thôi nha các bạn. Còn đây là mình chia sẻ với các bạn là khung cảnh mái xới đây. Thì mái này là cũng lạ quá nên mình không có biết là mái gì hết nha. Các bạn nào trong nghề hoặc có xài mái này rồi thì chia sẻ cho mình biết chứ nha. Thì cái dùng mình thì thường hay xài là mái Iseki với là mái Kubota thôi nha các bạn. Nên những gặp những cái con mái lạ thì mình cũng không có rành dữ nha. Còn cái mái thì mình phóng to lên nó hơi rung thì các bạn thông cảm cho mình nha. Tại vì đây vô trong đó là khoảng 100 mấy mét nha các bạn. 100 mấy mét hơn nha. Tại vì mình đậu xe ngoài lộ nên mình đi vô đó cũng xa, rồi bỏ xe đây thì không ai coi xe. Nên mình đứng ở đây mình dơm xa vô cho các bạn xem luôn nha. Thì nó cũng hình ảnh nó cũng có hơi mờ với lại nó cũng hơi rung. Thì rất mong các bạn thông cảm cho mình nha. Nếu mà mình lại gần máy mình quay thì cái hạn chế rung rất là nhiều và nó sẽ rõ hơn nha các bạn. Giờ đây mình dơm thì tổng là khoảng là, nhưng mà tới vị trí máy đó mình nghĩ là khoảng 200 mấy mét luôn á. Thì mình sẽ thu nhỏ lại cho các bạn xem cái độ xa này. Các bạn thấy không? Rất là xa luôn nha các bạn. Đây trọng là khoảng 100 mấy 200 mét hơi luôn nha các bạn. Thì mình rất mong các bạn ủng hộ mình, tiếp theo động lực cho mình chụp. Thời gian sắp tới sẽ quay nhiều cái video cũng như là mấy cơ giới hoạt động trên cánh đồng, những bãi bán mái cài, những chỗ bán phụ tùng để chia sẻ đến các bạn. Thì các bạn có cần dùng thì mình sẽ để số điện thoại của chủ bãi đồ ở dưới tiêu đề, dưới phần bình luận video. Thì các bạn xem những cái, lấy những cái số đó, ưng ý cái món nào, đồ nào các bạn cần xài á, các bạn gọi trực tiếp, bạn đi mua sử dụng, khỏi mất công mình đi lên mình lục mình dọ chi mất công nha các bạn. Rồi mình cũng sẽ quay luôn, nếu mà có máy cơ giới mà cần bán hoặc là các bạn muốn gửi máy cho mình bán thì các bạn cứ liên hệ với số Zalo của mình. Trong phần giới thiệu kênh mình có số điện thoại của mình nha các bạn. Thì mình mỗi tối mình sẽ rảnh mình sẽ đăng lên bán dùm cho các bạn nha. Và mình thấy chạy, anh chạy rất là nhẹ máy luôn nha các bạn. Thì đồng này rất là cứng luôn nên ảnh đi bánh hơi là ảnh chạy dàn sới vô tư luôn nha. Còn cái dàn sới này là ảnh sao mình thấy ảnh là ảnh ve nổi đất luôn nha các bạn. Thì mình nghĩ là đằng sau ảnh làm cái mê rất là dày, rất là cứng, nó làm như một cái lam vậy đó, thay thế cái lam, nhưng mà mình nghĩ nó phải dài hơn cái dàn lưỡi xới khoảng là 5-7 phân để mình thả cái lam xuống, thả cái mê xuống thì cái lưỡi xới mình không có đụng đất và ảnh ủi ve được luôn. Ủi ve xong rồi ảnh quay lại xới, anh ban ra cho người ta luôn nha các bạn, cho chủ luôn nha. Thì đây anh áo xanh này chắc mình nghĩ là chủ đất nha các bạn. Anh đang xem cảnh máy xới đang làm việc nha. Thì mình chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để tiếp thêm động lực cho mình ra nhiều video mới để chia sẻ đến các bạn nha. Thì lúc này là đỉnh điểm của lũ nên mình đi xa xa hơn chút, mình kiếm những cái đồng cao như vậy
có máy cài máy xới đang làm việc thì mình quay để chia sẻ với các bạn nha. Rất mong các bạn ủng hộ mình trong thời gian sắp tới, cũng đăng ký kênh cũng như là like chia sẻ video để tiếp thêm động lực cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.